Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm của nhân xưa, cái mỗi sinh linh được chào đời vào mỗi cái thời khắc khác nhau sẽ mang đến một cái ý nghĩa, một cái vận mệnh và một cái cuộc đời thì hoàn toàn khác nhau. Cái giờ sinh nó có mối cái liên hệ mật thiết với cái số phận của cả cuộc đời của một con người. Và trong phong thủy cũng vậy, cái giờ sinh nó không chỉ đơn thuần là một cái con số vô nghĩa, mà chúng còn chứa đựng những cái điều bí ẩn liên quan đến cái vận trình số phận, đến tính cách, đến cái tình duyên và sự nghiệp của mỗi con người. Thông qua cái giờ sinh ấy, thì chúng ta cũng sẽ có thể biết được cái số mệnh của người đó là giàu, nghèo hay là gì, gian khổ. Đấy. Là người nhàn hạ hay là người vất vả. Và bản thân ấy, cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì thì cũng có thể là đoán được. Từ đó chúng ta cũng có thể là cải thiện những thiếu sót và phát huy những điểm mạnh để lựa chọn cho mình một cái công việc phù hợp với đam mê, với cái sở thích của mình và có được một cái cuộc sống viên mãn. Thưa quý vị, như quý vị đã biết ấy, về cái giờ sinh thì chúng ta có 12 giờ sinh đúng không? Từ giờ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi đúng không? Thì mỗi giờ sinh nó sẽ được chia ra làm các cung giờ khác nhau. Các bạn biết nhá, một số thầy khi mà các bạn nhắc đến sinh giờ nào thì người ta sẽ nói là bạn làm nghề gì luôn. Đấy, một số thầy tử vi cao tay họ sẽ rất là cao, chưa cần hỏi đến ngày tháng năm sinh mà chỉ hỏi đến mỗi giờ sinh thôi thì họ đã đưa ra được những luận đoán chính xác về cuộc đời của các bạn. Vậy thì làm sao để biết được cái điều đó thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì cái giờ sinh thì có 12 giờ sinh, nhưng mỗi giờ sinh lại chia làm ba cung giờ khác nhau, trước và sau, trước, giữa và sau, đúng không? Thì với mỗi một cái giai đoạn sinh đó, trước giờ, sau giờ và giữa giờ thì nó cũng sẽ mang đến những cái số mệnh, mang đến những cái quyết định của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng xét giờ đầu tiên là giờ Tý. Đấy. Thì với những người sinh vào cái khung giờ Tý ấy là từ gì? Từ 2-3 giờ đến 1 giờ sáng. Thường là những người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, họ rất kiên cường, nhưng một đôi khi lại hay thay đổi và bị mất kiểm soát bởi cái tính nóng vội và cái bộc trực của mình. Đó. Với những người mà sinh vào lúc đầu giờ Tý, tức là từ 2-3 giờ tròn, 2-3 giờ 00 đến 2-3 giờ 45, thì những người này thì mệnh dễ bị khắc cha mẹ và thường gặp khó khăn, thử thách trong cái công việc. Nhưng mà về sau ấy, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cũng sẽ được vận trình hay thông thuận lợi. Những người mà sinh vào giữa giờ Tý, tức là từ lúc 23 giờ 43 phút, tức là từ lúc 23 giờ 45 phút đến 0 giờ 25 phút, thì họ là những người làm việc quyết đoán, cái sự nghiệp thì thành công rực rỡ, mà gì đôi khi họ là những người thường phải tự lập ở nơi xa nhà. Và những người sinh vào cuối giờ Tý, tức là sinh vào từ lúc 0 giờ 25 phút đến 0 giờ 59 phút đó, thì là những người gặp mệnh khắc cha mẹ, cái vận trình thường hay xảy ra những trở ngại về công việc, về tiền bạc, nhưng cuối đời thì lại sống trong cảnh giàu sang phú quý. Đó là những người mà sinh vào giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ và trong một trong ba khung giờ khác nhau. Tiếp theo giờ thứ hai chúng ta xét là những người sinh vào giờ Sửu. Giờ Sửu là sinh vào giờ từ 1 giờ sáng đến 2 giờ 59, đúng không? Đến 2 giờ 59 sáng. Thì những người này thường là những người thì có một chút xung khắc với cha mẹ đẻ, hoặc là gì? Những người ít nhân duyên và ít được ở gần cha mẹ của mình. Nhưng họ lại có số mệnh rất là tốt, mang cho mình cái phẩm chất cao quý, giàu sang, quyền lực và được hưởng phúc lộc trời ban với những người sinh vào giờ Sửu. Đó. Với những người sinh vào đầu giờ Sửu ấy, tức là từ 1 giờ đến 1 giờ 45 phút, thì không bị xung khắc với gia đình, cả đời được cha mẹ giúp đỡ, cái sự nghiệp thì được giàu sang, con cái thì ngoan ngoãn, vợ hiền dâu thảo và vợ chồng thì hạnh phúc. Với những người sinh vào giữa giờ Sửu, tức là từ 1 giờ 45 phút đến 2 giờ 20 phút, thì có tính cách khá là chính trực, lương thiện, đấy, được anh em, được anh chị, được những người thân trong gia đình giúp đỡ. Và những người sinh vào giữa giờ Sửu ấy là những người có mệnh phát tài đến cuối cuộc đời. Tiếp theo là những người sinh vào cuối giờ Sửu, tức là từ 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 59 phút, thì có tính cách khá là hiền lành, đấy, là những người mà có số mệnh là khắc cha khắc mẹ và thường phải tự lập và tự lập nghiệp ở nơi xa nhà và có cái kết là gì? Tiền hung hậu khác. Đó. Những người tuổi Sửu một cuối giờ Sửu nhé. Tiếp theo giờ thứ ba xét đó là những người sinh vào giờ Dần. Đấy. Các cụ vẫn nói giờ tuổi Thân thì mặc tuổi Thân, sinh vào giờ Dần thì vẫn cứ làm quan.
đó là dần, dần ban đầu. Những người nào mà sinh vào giờ dần ấy, thì cái số phận người này thường là phải ly hương từ thuở nhỏ. Chính vì vậy mà họ đã rèn giũa cho mình được cái tính cách tự lập và rất thành công trên cái con đường công danh sự nghiệp. Ở trong gia đình thì họ có sự xa cách nhất định với cha mẹ. Anh chị em trong nhà từ nhỏ đã phải xa nhà, nhưng mà khi có được cái thành công ấy, thì họ luôn biết ơn cha mẹ và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em của mình. Đấy. Những người sinh vào đầu giờ dần, tức là từ lúc 3 giờ tròn đến 3 giờ 45 phút thì là những người có mệnh khắc cha. Cái tài lộc thì khá là dư giả, trí tuệ phát triển rất là thông minh, đạt được những thành công nhờ cái sự tự lập của mình, cái sự vươn lên của bản thân. Tính cách của họ thì có xu hướng là ổn định và gì, đôi khi thì có phần hiếu thắng mạnh mẽ và gì, sau này thì họ sẽ có một cái cuộc sống an nhàn và nhàn hạ đến cuối cuộc đời. Đấy, được gì ở bên con cháu với một cái gia đình hạnh phúc và yên vui. Những người sinh vào giữa giờ dần, từ lúc 3 giờ 40 đến 4 giờ 20 phút thì cuộc sống khá là sung túc, tiền bạc thì dư giả, về già thì không phải lo cái chuyện đau ốm bệnh tật và gì, sẽ được hưởng cái cuộc sống là vinh hoa phú quý. Tiếp theo là những người sinh vào cuối giờ dần, từ lúc 4 giờ 20 phút đến 4 giờ 59 phút thì những người sinh vào cuối giờ dần thì là có cái số mệnh là khắc cha khắc mẹ. Tự bản thân thì sẽ gây dựng nên được sự nghiệp mà không cần cái sự giúp đỡ của những người khác. Họ là những người thích cuộc sống là gì, thanh tịnh và thiện lành. Đó là những người sinh vào giờ dần. Tiếp theo chúng ta đến những người sinh vào giờ mão, đúng không? Giờ mão là sinh từ lúc 5 giờ đến 7 giờ sáng. Thì từ cái thuở thiếu thời ấy, thì họ nhận được cái sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, nên là có cái khởi đầu thì rất là dễ dàng. Cái vận mệnh của những người tuổi mão ấy, thì tương đối kém, khó có được cái sự thành công và chỉ tiếp quản được sự nghiệp của gia đình. Đó. Với những người sinh vào giờ mão, từ lúc 5 giờ đến 5 giờ 40, 45 phút thì có mệnh khắc mẹ, nhưng mà được hưởng cái số phận giàu sang sau này. Còn những người sinh vào giữa giờ mão, tức là từ 5 giờ 40 phút đến 6 giờ 20 phút thì là những người mà thích tự tại, tự do, số phận của họ được sung sướng, tài lộc thì tự đến với họ, cả đời thì không phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền bạc cả. Đấy. Còn với những người sinh vào cuối giờ mão, từ 6 giờ 20 đến 6 giờ 59 phút đấy, thì là những người có mệnh khắc cha, là con người khá là độc lập, họ sẽ có được cái sự thành công nhờ cái sự tự lập của mình, chứ không phải nhờ đến gia đình, anh em hay là bạn bè. Cái cuộc đời của họ thì nói chung là tương đối là ổn định. Đó là những người sinh vào giờ mão. Tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào giờ thìn. Đó. Giờ thìn thì chúng ta biết là sinh là từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Thì những người sinh vào giờ thìn thì là những người có phúc, được hưởng phúc từ cha mẹ. Vì vậy khi lập nghiệp thì cũng khó mấy, có khó khăn mấy thì họ cũng có được cái thành công. Tuy nhiên là họ thường gặp những khó khăn, những trở ngại trong cái vận trình sự nghiệp của mình, và phải trải qua một cái thời gian dài thì mới yên ổn và được an hưởng cái cuộc sống an nhàn về già, giàu sang phú quý ở bên con cháu. Những người sinh vào đầu giờ thìn, tức là từ 7 giờ đến 7 giờ 40 phút là những người có mệnh khắc cha, là người thông minh, tài giỏi, ăn ở hiền lành, nên là cũng gặp được nhiều phúc đức. Cái sự nghiệp thì cũng ở mức là ổn định. Đường con cái thì cũng hơi muộn với những người sinh vào đầu giờ thìn. Còn những người sinh vào giữa giờ thìn, tức là từ lúc 7 giờ 40 phút đến 8 giờ 20 phút thì là những người có mệnh khắc mẹ. Tính tình thì khá là mạnh mẽ, cương trực, nhưng mà hay nóng vội. Cái cuộc sống của họ thì sau này cũng sẽ được ổn định và tài lộc thì cũng chỉ ở mức trung bình. Đấy. Tiếp theo là những người sinh vào cuối giờ thìn, từ lúc 8 giờ 20 phút đến lúc 8 giờ 59 phút thì là những người có tính cách hòa nhã, hiền lành, nên là ít gặp phải cái vận hạn. Cái tài lộc của họ cũng bình thường, nhưng mà cái sự nghiệp thì rất là vẻ vang. Đó là những người sinh vào giờ thìn. Tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào giờ tỵ, đúng không? Giờ tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Thì họ là những kiểu người mà nhanh nhẹn, học rộng hiểu sâu, có trí tuệ uyên bác hơn người. Số mệnh của họ ấy thì là tương đối tốt, công danh sự nghiệp thì cũng rất sớm là được vẻ vang. Những người sinh vào đầu giờ tỵ, tức là từ 9 giờ đến 9 giờ 40 phút thì là có mệnh khắc mẹ, từ nhỏ đã được cái hưởng cái cuộc sống giàu sang phú quý, được giữ chức giữ quyền. Đấy. Và họ là những người có của cải lớn cho gia đình. Những người sinh vào giữa giờ tỵ, tức là từ 9 giờ 40 phút đến 10 giờ 20 phút thì là có mệnh khắc cha, có tính cách vui vẻ, cởi mở, hoạt bát. Sinh thời thì có quý nhân giúp đỡ và được Phật độ trì, nên là gì, cái cuộc sống của họ cũng sẽ được ổn định và bình an. Những người sinh vào cuối giờ tỵ, tức là từ 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 59 phút thì có phẩm chất cao quý,
tính cách thì hiền lành, được mọi người yêu mến, kính nể. Đó, đó là những người sinh vào giờ Tỵ. Tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào giờ Ngọ. Sinh vào giờ Ngọ, giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ. Thì những người này có tính cách là thân thiện, hòa nhã, vui vẻ, có số hưởng được phúc lộc từ gia đình. Cuộc sống từ nhỏ thì không phải quá vất vả, không phải lo toan. Cuộc đời của họ thì khá là nhàn hạ và sung sướng. Những người sinh vào đầu giờ Ngọ, tức là từ 11 giờ đến 11 giờ 40 phút, thì là những người có trí tuệ uyên bác, văn võ song toàn, không thích người khác phải giúp đỡ, và họ có số mệnh khá là sung sướng và viên mãn khi về già. Những người sinh vào giữa giờ Ngọ, tức là 11 giờ 40 đến 12 giờ 20 phút, thì là những người có mệnh khắc trang. Lúc sinh thời thì cuộc sống khá là khó khăn, nhưng về sau thì được hưởng cái tài lộc, tiền hung hậu cát, là ý chỉ những người sinh vào giữa giờ Ngọ. Những người sinh vào cuối giờ Ngọ thì từ lúc 12 giờ 20 phút đến 12 giờ 59 phút là những người có mệnh khắc mẹ. Cuộc sống thì có phần là gian truân, tình duyên thì hơi muộn, nhưng về sau ấy thì lại được an nhiên và tự tại. Đó là những người sinh vào giờ Ngọ. Tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào giờ Mùi. Đấy, giờ Mùi này là từ 13 giờ đến 15 giờ. Thì những người sinh vào giờ Mùi ấy thì từ nhỏ đã chịu nhiều cái ảnh hưởng của gia đình, đã chịu cái cảnh gia đình nó bất ổn, cha mẹ thì hay bị bất hòa, cuộc sống hôn nhân thì khá là vất vả lúc đầu, nhưng về sau cũng sẽ được hạnh phúc yên ấm. Ở tuổi trung niên thì hay gặp nhiều thử thách, và đến cuối cuộc đời thì số phận của họ sẽ được hưởng cái cuộc sống giàu sang phú quý. Với những người mà sinh vào giờ Mùi mà từ 13 giờ đến 13 giờ 40 phút thì là những người có số đào hoa. Công việc ấy thì bước đầu gặp nhiều cái khó khăn, nhưng sau này thì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống về già thì an nhàn, hạnh phúc bên con cháu. Tiếp theo là những người mà sinh vào khoảng lúc 13 giờ 40 phút đến 14 giờ 20 phút thì lại là những người mà có mệnh khắc trang. Cuộc sống của họ thì đầy đủ cả tiền tài lẫn danh vọng. Và những người sinh vào cuối giờ Mùi, tức là từ 14 giờ 20 phút đến 14 giờ 59 phút thì là những người có mệnh khắc mẹ, có tính cách lương thiện nhưng mà không được nhiều người giúp đỡ, được quý nhân phù trợ, độ trì. Đó, đó là những người sinh vào cuối giờ Mùi. Tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào giờ Thân. Giờ Thân là những người sinh vào từ lúc 15 giờ đến 17 giờ chiều. Thì cuộc đời của họ là những người mà hay phải đi xa nhà để lập nghiệp, để làm việc. Bước đầu hôn nhân thì đôi lúc xảy ra nhiều sự bất đồng, nhiều sự mâu thuẫn. Nhưng vì là được hưởng phúc từ ông bà, từ tổ tiên, nên cuộc sống vợ chồng vẫn được thì vui vẻ, hạnh phúc. Gia đình thì được hưởng cái cuộc sống là giàu sang phú quý. Những người sinh vào đầu giờ Thân, tức là từ lúc 15 giờ đến 15 giờ 40 phút thì là những người có trí thông minh, gặp nạn thì hay được người khác giúp đỡ. Cuộc sống gia đình thì ấm no, con cái thì được trưởng thành, có sự nghiệp lớn, và gì đất đai thì được hưởng nhiều vô kể. Đó, những người sinh vào giữa giờ Thân, tức là từ 15 giờ 40 phút đến 16 giờ 20 phút thì là những người có mệnh khắc trang. Lúc nhỏ gia đình thì thiếu thốn, khi trưởng thành thì xây dựng được cái sự nghiệp và xây dựng được cái cơ đồ lớn. Còn những người sinh vào cuối giờ Thân, tức là từ lúc 16 giờ 20 phút đến 16 giờ 59 phút thì là những người có mệnh khắc mẹ. Khi gặp bất lợi, được gặp tai nạn ấy, thì đều được cái chuyện là tai qua nạn khỏi, biến hung thành cát. Đó, đó là những người sinh vào giờ Thân. Tiếp theo, ta xét đến những người sinh vào giờ Dậu. Thì giờ Dậu là nó là bắt đầu từ lúc 17 giờ đến 19 giờ. Thì sinh ra trong gia đình có nhiều cái phúc đức, cha mẹ có phúc để lại cho con. Vì vậy, những người sinh vào giờ Dậu này, sinh vào giờ Dậu sẽ được hưởng nhiều cái tài lộc và được hưởng nhiều cái phú quý. Là người, họ là người có tính cách đôn hậu, từ tốn. Vì thế, cái cuộc sống của họ được an nhiên và tự tại. Đó, đó là những người tuổi Dậu. Thì với những người sinh vào giờ Dậu từ 17 giờ đến 17 giờ 40 phút, tức là đầu giờ Dậu, thì họ là những người có trí tuệ thông minh. Nếu là nam thì lại như là gì? Như rồng, như hổ, văn võ song toàn. Còn nếu là nữ thì khéo léo, lanh lợi, được lòng mọi người. Với những người sinh vào giữa giờ Dậu, tức là 17 giờ 40 phút đến 18 giờ 20 phút, thì là những người có mệnh khắc trang. Cuộc sống nhàn hạ, sung sướng, nhưng lại hay phải lo nghĩ về sau. Đó. Và tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào cuối giờ Dậu. Cuối giờ Dậu là từ lúc 18 giờ 20 phút đến 18 giờ 59 phút thì có mệnh khắc mẹ. Cuộc sống thì có nhiều cái khó khăn, lúc thành lúc bại. Về sau thì cũng được ăn hưởng nhiều cái niềm vui. Đó. Và tiếp theo là chúng ta xét đến giờ Tuất. Những người sinh vào giờ Tuất, tức là sinh vào từ 19 giờ đến 21 giờ thì những người sinh vào giờ Tuất thì có số mệnh khá là tốt.
cả đời thì được sống trong cái cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, giàu sang. Sự nghiệp thì nhờ gia đình mà cũng được thăng tiến. Sau này, về sau được dư giả và an hưởng tuổi già với cô cháu. Với những người tuổi Tuất mà sinh lúc 19 giờ đến 19 giờ 40 phút, tức là đầu giờ Tuất, thì là có mệnh khắc cha, có tính cách lương thiện, thích độc lập, tự do, là những người mà đáng tin cậy và họ là những người có phúc đức. Những người sinh vào giữa giờ Tuất, tức là 19 giờ 40 phút đến 20 giờ 20 phút, thì có mệnh khắc mẹ, là người có địa vị quan quyền nhưng mà tính cách lại rất là gì, hòa đồng, thân thiện. Đấy, gặp khó khăn ấy, thì có thể biến vuông thành cát, và cuối đời thì được hưởng cái phúc khí viên mãn. Tiếp theo là những người sinh vào cuối giờ Tuất, tức là từ 20 giờ 20 phút đến 20 giờ 59 phút, thì là những người học rộng, hiểu sâu, hiền lành, lương thiện và biết đối nhân xử thế, nên được mọi người cực kỳ là yêu mến. Đó, đó là những người sinh giờ Tuất. Và giờ cuối cùng chúng ta xét đó là giờ Hợi. Thì những người sinh vào giờ Hợi thì thường là những người có trí óc thông minh. Giờ Hợi là được sinh vào lúc gì? 21 giờ đến 23 giờ nhé. 21 giờ đến 23 giờ. Thì những người sinh vào giờ Hợi thường là những người có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn. Đấy, cuộc sống khi trẻ thì gặp nhiều vất vả, khó khăn và dễ bị tiểu nhân hãm hại, cũng như là bị chuyện thị phi nó bủa vây. Nhưng mà càng về sau ấy, thì càng được quý nhân phù trợ và gặp được nhiều cái cát lợi, khiến cho họ có cuộc sống về già rất là viên mãn. Những người mà sinh vào đầu giờ Hợi ấy, tức là từ 21 giờ đến thì 21 giờ 40 phút, thì là những người có số mệnh khắc mẹ. Tính tình của họ là những người hiền lành, khoan dung, độ lượng. Cuộc đời thì khổ trước sướng sau, tiền hung hậu cát. Những người sinh vào giữa giờ Hợi, tức là từ 21 giờ 40 phút đến 22 giờ 20 phút, thì là những người thông minh, thẳng thắn. Cuộc đời được hưởng nhiều cái phúc phần của tổ tiên. Và cuối cùng là những người sinh vào cuối giờ Hợi, tức là từ 22 giờ 20 phút đến 22 giờ 59 phút, thì là những người có mệnh khắc cha, thường không được hài hòa, thường không được hòa hợp với người thân. Đấy, khổ trước hướng sau, về già thì lại được dư giả về tài lộc và phúc đức. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về ý nghĩa của 12 giờ sinh. Thì mỗi một cái giờ sinh ý, trong một giờ sinh thì cũng sinh một đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ, thì cũng sẽ có những cái số phận nó khác nhau. Thông qua giờ sinh thì ta có thể biết thêm được cái số phận, tính cách, cũng như là dự đoán được cái tương lai của mỗi con người. Nhưng mà vận mệnh ấy thì đều có thể thay đổi do chính bản thân chúng ta tác động, đúng không ạ? Cuộc sống ở đâu ấy, thì cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái thử thách, cũng có những cái chông công chông gai, cũng có những chông gai. Chỉ cần các bạn chỉ biết cố gắng, biết phấn đấu thì mọi chuyện thì đều được chỉ an bài theo cái quy luật nhân quả. Hy vọng qua những cái thông tin vừa rồi sẽ giải đáp thắc mắc được phần nào cho quý vị về cái số phận của cuộc đời mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.